Máy xay giò chả đến từ thương hiệu New Sun là thiết bị được sử dụng phổ biến và cực kỳ ưa chuộng trong các cơ sở kinh doanh giò chả. Máy trang bị động cơ dây đồng mới, công suất cao, hoạt động mạnh mẽ. Phần cối xay kết hợp hai lớp inox, ở giữa có khoang chứa đá làm lạnh giò nhanh chóng. Bộ lưỡi dao máy xay giò chả 30kg có 4 cánh, thiết kế lưỡi dao dạng rút. Xin chào mọi người, quay trở lại trong video ngày hôm nay thì xin mời các bạn hãy cùng với Hương review chi tiết về thiết bị máy xay giò chả 30kg trên mẻ đến từ thương hiệu New Sun. Đây là một thiết bị được sử dụng phổ biến trong các đơn vị kinh doanh giò chả quy mô lớn và các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Khi mà nhắc tới một thiết bị thì động cơ chính là yếu tố tiên quyết định xem máy hoạt động như thế nào. Và đây cũng chính là điểm đặc biệt của máy xay giò chả đến từ thương hiệu New Sun. Thiết bị được trang bị motor làm từ Malaysia mới 100%, do đó mà công suất cũng như hiệu suất hoạt động gấp 1,33 lần motor cũ. Chúng ta chỉ cần chưa tới 5 phút là máy đã có thể xay xong một mẻ giò từ 21 cho tới 24kg thịt, bởi vì toàn bộ phần động cơ này thì đều được quấn 100% là dây đồng mới nguyên chất và bao bọc bởi phần động cơ bên ngoài, đó chính là hộp inox, vừa bảo vệ khỏi tác nhân bên ngoài cũng như là làm cho tăng tuổi thọ của động cơ hơn, tăng tính thẩm mỹ cho thiết bị. Mẫu máy này cải tiến công suất 20 HP, tức là khoảng 15kW, hoạt động mạnh mẽ ngang với máy dùng motor cũ công suất 25 HP, trong khi đó thì điện năng lại tiêu thụ ít hơn. Nếu mà nhắc về độ bền thì chắc chắn phải nhắc tới biến tần. Thiết bị sử dụng biến tần chính hãng cao cấp INVT đến từ công nghệ Đức. Và chính bởi sử dụng biến tần này, do đó chất lượng vượt trội hơn hẳn so với các loại thiết bị sử dụng biến tần giá rẻ trên thị trường hoặc là biến tần có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và tất nhiên rồi, khi mà thiết bị của các bạn sử dụng biến tần thì chúng ta sẽ điều chỉnh được tốc độ linh hoạt tùy thuộc vào giai đoạn xay giò chả cũng như là tùy thuộc vào nguyên liệu mà các bạn xay. Do đó mà thành phẩm của chúng ta sẽ được đảm bảo ngon nhất, chất lượng nhất cũng như kéo dài được độ bền cho động cơ. Ngoài phần motor và biến tần ra thì dao cắt của máy xay giò chả New Sun cũng được thiết kế cực kỳ thông minh. Lưỡi dao ngoài việc được thiết kế bằng thép đặc nguyên khối vô cùng sắc bén thì còn được đặt nghiêng 8 độ chuẩn xác. Với thiết kế nằm nghiêng này thì chúng ta sẽ hạn chế được phần thịt bỏ sót dưới đáy, như là việc thiết kế lưỡi dao thẳng giống như là máy xay giò chả từ đơn vị khác. Thì việc lưỡi dao đặt nghiêng như vậy cũng giúp phần thịt này được cuộn xoáy một cách tối đa, làm cho thịt xay của chúng ta nhuyễn đều mẻ hơn. Đặc biệt là cho dù chúng ta xay với một lượng giò lớn hay là nhỏ thì thiết kế lưỡi dao gồm 4 cánh như vậy cũng giúp cho mẻ giò của chúng ta được đều ngon dù là chúng ta xay ít hay xay nhiều. Toàn bộ phần cối xay thì tiếp xúc với giò chả, do đó mà New Sun đã thiết kế bằng chất liệu inox 304 chống ha rỉ tốt và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối. Giữa hai lớp inox dày dặn 304 thì có một khoang bao đá ở giữa để giúp cho giò không bị chín khi xay và đảm bảo giò sống của chúng ta được xay tươi ngon. Phần khung thân máy này ở trên thị trường thì các bạn thấy có rất nhiều thiết bị được thiết kế bằng khung sắt có độ bền không cao, nhưng đối với New Sun thì đã thiết kế phần khung này được làm toàn bộ từ chất liệu inox 201 có độ cứng cáp cao và cũng tối ưu cả về mặt chi phí cho các bạn nữa. Phần khung thân được thiết kế hình chữ A giúp hạn chế rung lắc cũng như là tiếng ồn khi máy vận hành. Phần tiếp theo thì sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành máy xay giò chả 30kg trên mẻ của New Sun. Bước 1, đổ đá viên vào khoang bổ đá, đợi 5 phút cho cối đổ mồ hôi thì cho thịt vào. Bước 2, cấp nguồn điện để máy xay sẵn sàng hoạt động, chờ từ 3 tới 5 giây để biến tần về 0. Bước 3, bật công tắc on và vặn núm tốc độ lên mức 5 để bắt đầu xay thịt. Sau khoảng từ 10 đến 15 giây, bạn sẽ điều chỉnh tốc độ lên mức 9 để máy xay trong 20 tới 30 giây ở độ cao nhất. Bước 4, mở vung kiểm tra độ nhuyễn của thịt. Nếu thịt đã đạt độ nhuyễn, bạn điều chỉnh tốc độ về lại mức 5, rồi cho mỡ vào, sau đó tiến hành chỉnh núm vặn lên mức 9. Trong khi xay, nghiêng bầu cối để đảo thịt. Bước 5, khi hỗn hợp giò đã được xay nhuyễn, vặn núm điều chỉnh tốc độ giảm dần, sau đó nhấn off để tắt máy. Bước 6, rút chốt nghiêng bầu máy, sau đó nghiêng cối để giò ra ngoài. Bước 7, vệ sinh cối sạch sẽ.
Trên đây là review chi tiết về thiết bị máy xay giò chả 30kg trên mẻ. Và nếu như mà các bạn thấy yêu thích sản phẩm này rồi thì đừng quên khi đặt một sản phẩm, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn tại điện máy Nielsen. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí vận chuyển 10km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy Nielsen trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để được nhận báo giá và tư vấn miễn phí về sản phẩm thì các bạn có thể để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy Nielsen 0766 555 155 hoặc 0777 555 155. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập vào website dienmayneusan.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay và đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để là người đầu tiên được theo dõi những video mới nhất tại điện máy Nielsen. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.